nay là cuối tuần thứ bảy, cho nên là phải hội chẩn bác sĩ nếu như mà trưởng khoa cho mổ mới dám mổ. Thì trong khi đó là em phải ký giấy nhập viện, phải thay đồ này kia. Thì trong cái quá trình người ta hội chẩn á, thì em vô tình em đau bụng xanh luôn. Em xanh trong cái lúc hội chẩn đó mà không cần phải mổ. Là chắc bé nó ham vui á. Dạ. Nó đứng ra gặp gỡ ba mẹ nó sớm. Cái lúc em sinh á thì thường á là người ta đỡ sinh nó chỉ có 1 đến 2 bác sĩ và y tá thôi. Em là gần 15 người đứng xung quanh nè. Cố lên Khang ơi, viết đi nhậu Khang ơi, cố lên. Có một cái vấn đề nha, mà tất nhiên là không phải người phụ nữ nào họ hoặc là những người mang bầu nào mà họ sẽ gặp phải cái vấn đề đó, đó chính là về sữa. Thì cái lúc mà là bạn sanh xong á thì là sữa về chưa? Khang sanh xong là sữa không về luôn. Nó đi luôn, nó không chịu về luôn. Đúng rồi, nó đi cách đó đã 1 năm rồi. Tại vì Khang đã phẫu thuật trước đó rồi, đã không còn tiếng bú nữa, cho nên là khi con sanh ra là hoàn toàn dùng sữa ngoài hết. Và được một cái là những bé khác sanh ra nó sẽ khóc liền để nó đòi sữa. Và đương nhiên nó sẽ nằm áp vào da kề da và nó sẽ sử dụng sữa mẹ đầu tiên. Còn con của Khang có thể là nó sẽ biết, cho nên nó sanh ra nó không khóc. Bác sĩ ẩm đưa nó thì nó nhìn Khang xong là nó để lên da người. Rồi một lát sau là bác sĩ ẩm nó đưa cho ba mẹ trước cái lúc mà Khang đẩy ra phòng. Thì ra ngoài là bé tự uống sữa ngoài từ này kia hết. Khi mà em được đẩy ra rồi thì lúc đó là bé nó đã ngủ rồi. Khi mà lần đầu tiên được ôm con mình vào lòng á, bà cảm thấy như thế nào? Sau khi mẹ em sinh bé ra rồi, để bé lên người em thì lúc đó là em chỉ biết khóc thôi. Khóc thứ nhất là nó đã qua cái cơn đau trước đó rồi. Tại vì đó giờ mình chưa biết cái cảm giác nó đau bụng sinh như thế nào. Bây giờ mình trải qua rồi mình mới biết là chỉ biết nằm khóc. Khóc vì nó đã hết đau. Khóc vì mình hạnh phúc, con mình chào đời một cách lành lặn nhất. Và mình giúp vợ mình thực hiện được cái ước mơ làm mẹ. Ta thường hay nói là mỗi lần mà ta đẻ đó là nó giống như là gãy một lúc mà mấy chục cái xương sườn vậy đó. Đây có đúng thật không vậy? Em nghĩ là nó sẽ đau hơn luôn chứ. Vậy hả? Em nghĩ là nó sẽ rớt luôn cái nội tạng ra luôn. Em nghĩ là nó đau, rất là đau luôn. Thì từ trước đến nay em đã trải qua những ca phẫu thuật. Nhưng mà em chưa cảm giác cái nào mà đau tới như vậy. Vừa đau là đau quặng thắt trong người. Sau đó đau cái lúc sinh xong thì là đau những cái vết may, những cái vết giá, cái chỗ mà mình tát đi để con mình đi ra. Từng sinh môn. Đúng rồi. Thì những cái đó nó đau là nó đau thịt sống luôn. Người ta may là đâu có thuốc tê, đâu có thuốc gì đâu. Cái đó là mình phải chịu những cơn đau nó nhồi tới. Và sau đó mình đi đứng cũng không được, ngồi cũng không được. Ngồi chỉ ngồi có được nửa bên thôi. Nhìn cái đó nó kéo dài đâu gần hơn 10 mấy 20 ngày. Nhưng mà mình cảm nhận được những cái mình đã có, nó xứng đáng. Trong cái quá trình mà là nuôi dạy con á, thì là Khang có sự trợ giúp đến từ vợ của mình hoặc là hai bên gia đình không? Sự trợ giúp nhiều nhất là từ ba em. Mẹ em thì sinh 3 đứa con, em và 2 đứa em nữa. Nhưng mà mẹ em nói nè, tao sinh 3 đứa bay chứ tao cũng không biết gì chứ. Toàn bộ là ba mẹ làm hết. Còn vợ em thì rất là nhỏ. Vợ em năm nay chỉ mới có 19-20 thôi. Ngoài việc là giặt tã cho con, pha sữa sẵn cho con thì không biết, không, thậm chí đến tận ngày hôm nay vợ em vẫn chưa có thể ẵm được con. Thì nhỏ quá sợ. Tất cả mọi thứ đều là một tay ba chăm hết. Từ việc tắm, phơi nắng, hơ than, tất cả mọi thứ đều là do ba em hết. Hiện tại bây giờ mà là mình nhanh trở về cái vóc dáng như cũ là cũng một tay ba. Đúng rồi, mọi giống như sanh ra thì xong nhiệm vụ của em rồi. Vì nhiệm vụ chăm cháu là giao lại cho ba. Khi em sanh ra được 4 ngày, em về nhà được 4 ngày là bắt đầu em quay rồi. Ủa, khỏe dữ vậy? Trời. Tại vì sanh thường á là 3 ngày sẽ xuất viện. Em được là 2 ngày là em đã xuất viện. Cho Khang xin chào tất cả mọi người đang xem chương trình Cao Bố Nói Việt. Hay bây giờ Khang giải thích cho thằng Tân hiểu đi là tại sao trai lại nói là bộ phim khi người đàn ông có bầu lại rất liên quan tới số ngày hôm nay. Có thể nói là nó liên quan ở chỗ là chứ có thể là Khang là người chuyển giới từ nữ thành nam. Cho nên là Khang thay cho vợ mình mang bầu thì có thể là nó sẽ có liên kết với cái bộ phim đó. Cũng may mắn một phần là được mọi người yêu thương và mọi người đặt cho cái biệt danh đó là người đàn ông mang bầu là như thế. Một thông tin rất là thú vị luôn rồi. Coi chứ mà là mới sanh cách đây có 2 tháng đó. Body về hết luôn rồi đó, đâu cần tập tọt gì đâu. Đâu lại bầu mấy.
để tìm về con người thật của mình nó đã là một cái hành trình nó rất là gian khổ rồi. Dạ đúng rồi. Nhưng mà là để quyết định là tôi muốn có thai, tôi muốn sinh một đứa con, thì đó lại là một quyết định mà theo ra thấy nha, lại có thêm một phần mạo hiểm nữa. Dạ đúng rồi. Mạo hiểm ở đây có nghĩa là mình phải đấu tranh về cái tâm lý. Sẽ có rất nhiều câu hỏi đặt ra cho mình. Ví dụ như cái việc em mang thai, sẽ có rất là nhiều người đặt ra câu hỏi là tại sao muốn chuyển giới thành con trai, nhưng mà rồi tại sao đã là con trai rồi lại muốn có thai muốn đẻ. Đó, cho nên là rất là nhiều thứ. Thì em chỉ trả lời một cách đơn giản, em muốn trở thành một người con trai vì đó là cái giới tính thực sự của em, và trách nhiệm bản thân của em là em đi tìm được cái giới tính đó. Việc mà em muốn có thai, thứ nhất là em ham con, cái thứ hai nữa là em thương vợ em. Và nếu như vợ em không phải là một người chuyển giới nữ đi, mà một người nữ thực sự và phải thụ tinh nhân tạo, thì em vẫn là muốn là người mang thai đó là em, chứ không phải là vợ. Tại vì có rất nhiều người đàn ông, người ta sẽ nói là vợ người ta sanh rất là đau khổ và người ta muốn gánh vác cho vợ người ta, thì tại sao những người đàn ông đó không làm được, mình thừa sức làm được thì mình phải làm. Cho nên là em muốn tất cả những gì mà em có thể làm thay được cho vợ em thì em sẽ làm hết. Thậm chí kể cả việc quét nhà, giặt đồ, nấu cơm, em đều làm hết cho vợ em. Chỉ cần vợ em thấy thích là em được. Bởi vậy nếu như mà là chúng ta nhìn nhận câu chuyện của Khang ở một cái khía cạnh hoàn toàn khác, thì là bản thân những người đàn ông giống như là Trai hoặc là Tân đây nha, là mình thua thiệt Khang rất là nhiều. Bởi vì là Khang đang làm được những điều mà mình không làm được, không bao giờ có thể làm được luôn. Khi mà bạn đã quyết định như vậy rồi thì là cái hành trình để mà là tìm kiếm đứa con thì chắc chắn đối với riêng bản thân bạn đây nha, nó sẽ không có dễ dàng như là những trường hợp khác. Vậy thì khi mà là biết tin là ê đậu rồi, dính rồi nè, mình thấy sao? Cái lúc mà hai vợ chồng em quyết định lên kế hoạch để mang thai, thì cái lúc đó là hai đứa đã bắt đầu tìm bác sĩ, đã bắt đầu theo dõi. Thì gia đình của em lúc đó là không chấp nhận. Ba mẹ nói nếu như muốn có con thì điều đó rất là tốt, nhưng mà đã mới chỉ mới dừng hormone có 3 tháng thôi, thì sợ cái lượng hormone trong cơ thể mình nó vẫn còn. Sợ ảnh hưởng tới con sau này. Cho nên là nếu muốn có con thì đợi 2-3 năm nữa, dừng hormone 2-3 năm nữa. Nhưng mà cái suy nghĩ của em và cái tư vấn của bác sĩ lúc đó là mình đã khó có cơ hội có con như người bình thường, mà nếu như mình còn kế hoạch nó nữa thì không biết khi nào mới có con được. Hai vợ chồng cứ để cho mọi thứ tự nhiên, chờ cho lúc nào mình nhận lúc đó. Thì tình cờ vô tình là em dừng hormone được 3 tháng, em mới bắt đầu là phẫu thuật chuyển giới. Thì sau đó khoảng nửa tháng là em đi tái khám, vừa tái khám vừa xét nghiệm tổng quát cơ thể, thì lúc đó bác sĩ của em mới báo là em đã có bầu được 2 tuần. Thì em bắt đầu lại lo sợ nữa, tại vì 2 tuần trước trở về đó là ngay cái ngày em phẫu thuật, thì thuốc mê, thuốc tê, tất cả thuốc kháng sinh đó, em lại bắt đầu phải hồi hộp, phải lo. Nếu như bây giờ mình bỏ đứa con này, không biết khi nào mình mới có thể có được đứa con khác. Còn nếu như mình giữ nó, lỡ như nó có dị tật hay nó có cái này kia thì sinh ra nó sẽ thua thiệt người ta. Cái bắt đầu là hai vợ chồng phải suy nghĩ rất là nhiều, đắn đo, mà lúc đó có rất là nhiều show nữa. Nếu như mình giữ con rồi thì lúc đó cái bụng nó to thì không có thể nào mà tham gia được sự kiện, tham gia show. Cái suy nghĩ hoài, thôi giờ quyết định giữ con. Sau 3 tháng bác sĩ sẽ đưa em lên từ vũ để sàng lọc dị tật. Bác sĩ nói nếu như có bất kỳ trường hợp xấu xảy ra thì lúc đó bỏ, nhưng mà ít nhiều gì mình cũng biết được con mình và mình cũng sống được với nó mấy tháng. Thì lên từ vũ xét nghiệm được khoảng 1 tuần sau có kết quả, và kết quả báo là bé không có bất kỳ dị tật nào hết. Qua được một cái nỗi lo, thì 1 tháng sau thì bác báo bây giờ phải xét nghiệm thêm cái này. Mỗi lần xét nghiệm là mỗi lần hồi hộp, và em làm trên dưới gần 10 cái xét nghiệm để cho rõ ràng là bé sẽ không bị hết. Nói như thế thôi chứ thực sự là vẫn còn hồi hộp, vẫn còn lo rất là nhiều. Đến ngày mà gặp mặt được con, tay chân lành lặn, mặt mày đầy đủ, lúc đó là mới thở phào một cách nhẹ nhõm. Khang đang trong quá trình đó là tìm được chính mình rồi, đúng không? Mà bây giờ lại quyết định mang thai thì là nhiều người sẽ nghĩ rằng là chắc là sẽ có một cái hình thức nào đó giống như là thụ tinh nhân tạo để có thể ban đầu thai. Nhưng mà là trong cái quá trình mà là mang thai đó thì là Trai được biết á nha, là hai bạn mang thai hoàn toàn tự nhiên. Đúng rồi. Đúng nghĩa là giống như là vợ chồng bình thường. Đúng vậy. Mọi người nghĩ một điều rằng là khi mà Khang đã sử dụng cái liệu trình hóc môn là rất là khó đầu thai. Khang và vợ mang thai với một phương pháp là truyền thống như vợ chồng bình thường, không hề có bất kỳ một cái phương pháp nào của y tế can thiệp hết. Có được thai thì chắc là do trời thương thôi. Đúng rồi.
Tại vì nó quá nhiều cái biến cố xảy ra đối với mình. Và trong quá trình đó thì cả hai luôn, cả hai team hormone luôn chứ không phải một mình Khang. Ừ, trong cái quá trình mà là bạn đang mang thai á, thì nó có khó khăn gì về sức khỏe và tâm sinh lý không? À, nếu như mà nói về sức khỏe thì em rất là may mắn. Có nghĩa là sức khỏe của em vẫn ổn định. Em vẫn đi show, em vẫn hoạt động cho cộng đồng, em vẫn làm việc tất cả mọi thứ bình thường. Không bị ốm ngén như các bà bầu khác. Không có bị dạng như thiếu máu hay là chóng mặt này kia, tất cả mọi thứ. Sức khỏe của người rất là ổn định. Có thèm ăn món gì lạ lạ không? Sao thèm ăn rau luộc không? Rau luộc với chao. Rau luộc với chao hả? Dạ đúng rồi. Chỗ rau luộc với chao ngon mà. Em chỉ thèm ăn rau luộc với chao 3 tháng đầu, 3 tháng sau cứ ăn hộp nha, ăn hộp vịt chiên, hộp gà chiên với dưa hấu. Có bao giờ đặt vô cái trường hợp là gia đình ở nhà bắt phải ăn đi, ăn vậy thì nó mới tốt cho con? Có. Em bị bắt nhiều hơn nữa. Tại vì người ta bình thường là người ta không có cơ thể, người ta bình thường là một người phụ nữ. Còn của em đã là vào hormone cách đây 3 năm. Ba mẹ và người nhà lúc nào cũng sợ. Sợ là sẽ ảnh hưởng sau này bé sẽ bị dị tật hay là này kia, rất là nhiều thứ. Không đủ canxi, không đủ dinh dưỡng này kia, bé không phát triển bình thường. Thì ép rất là nhiều nhưng mà em không ăn được. Có những cái giống như người ta dạy là ăn cấp lụ để có đồng tiền cho bé thì cũng cố gắng cũng làm. Sữa bầu mà em có bầu 9 tháng 10 ngày chứ em uống sữa bầu được có 1 tháng rưỡi cuối hả? Là em sanh luôn rồi. Thật sự chứ có một đứa con là phải gọi nó khó vô cùng trần ai luôn. Tại vì là bản thân đàn ông chúng ta làm sao mà là có khả năng mang bầu được. Cho nên là những cái cảm giác đó là Trang nghĩ là chắc chỉ có một mình Khang mới hiểu được cái điều đó. Dạ đúng rồi. Mình chưa giờ suy nghĩ đến vấn đề mà đàn ông có thai luôn. Dạ đúng rồi. Tại vì em cái tâm lý em vừa phải là một người mẹ, vừa phải là người cha. Tại vì người cha ở đây là em là kinh tế chính trong gia đình, em là trụ cột, em vừa phải lo cho một người vợ còn quá trẻ con. Và thêm nữa em phải vừa lo bảo toàn cái bụng bầu mình cho thật là kỹ, để trong quá trình mình đi show, đi công tác hay đi bất kỳ này kia, người khác nhìn vào sẽ không biết, thậm chí gia đình em cũng không biết em mang thai. Đến lúc em 3 tháng hơn, em nhận được cái kết quả từ Vũ đó rồi, và em mới đưa cho ba mẹ em coi, thì lúc đó ba mẹ mới biết là em có thai thôi. Tất cả bạn bè đồ này kia cũng không ai biết. Đến lúc mà em quay real life. Nếu như nói về Việt Nam thì hiện tại em là người đầu tiên. Tháng 3 vừa rồi á, là em vừa tròn 3 năm sử dụng hormone thì bắt đầu em lại dừng. Và chờ tới chu kỳ kinh nguyệt con nó cũng tới luôn. Nhưng bác sĩ mới nói rất là khó để có con. Có con được rồi thì rất là khó để giữ. Em là người chuyển giới nhưng mà em mang thai. Em vẫn chấp nhận đau để sinh thường. Thì mọi người lúc đó mới vỡ hòa ra là biết là em có thai. Lúc đó em đã 7 tháng rưỡi rồi. Trời ơi. 5 tháng hơn mà em còn đi quay phim mà không ai biết. Cả đoàn thì không ai biết. Ví dụ mà lại em đi khám sức khỏe đi. Nếu vậy là đang mang thai, đi khám sức khỏe định kỳ cho con rồi thai kỳ vậy đó. Có bao giờ người ta hỏi rồi tên mẹ, cha, có bao giờ em bị bối rối cái vấn đề đó không? Dạ không, tại vì trước khi em mang thai á là em đã dự định em sẽ có con, thì em đã đến khoa sản của bệnh viện tỉnh. Thì khi đó là được một cái là các bác sĩ y tá trong đó đã biết em trước đó rồi. Em tái khám thường hơn người ta nữa, 2 tuần em đã đi khám rồi, vừa khám định kỳ ở bệnh viện mà vừa khám bác sĩ tư riêng của em ở ngoài nữa. Nhưng mà có cái là mỗi lần em đi khám hoặc là mỗi lần này kia thì khi mà em đi vô á, em cũng ngồi xếp hàng như thế này, thì các chị kia nó trời ơi, ông này kỳ quá, chỗ người ta đang khám bầu mà vô đây làm gì. Thì lúc đó là mấy cô bác sĩ mới nói là kệ nó, để nó ngồi đó đi, nó lính tôi. Lúc mà bạn sanh á thì là mọi thứ nó suôn sẻ hết mà đúng không? Không có khó khăn gì hết. Dạ đúng rồi. Em thì bản thân em muốn sinh thường. Nhưng mà do cái lúc mà em đi tái khám trước cái ngày dự sinh 3 ngày thì bắt đầu nước ối nó có triệu chứng nó giảm và sợ thiếu oxy để cho bé thở. Cái ngày đó là ngày 16, còn ngày dự sinh là ngày 19. Thì lúc đó là em mới xin với bác sĩ là nếu như mà ảnh hưởng tới con em thì em sẽ chấp nhận mổ. Thì khi đó bác sĩ nói là nay là cuối tuần thứ 7 cho nên là phải hội chẩn bác sĩ nếu như mà trưởng khoa cho mổ mới dám mổ. Thì trong khi đó là em phải ký giấy nhập viện, phải thay đồ này kia. Thì trong cái quá trình người ta hội chẩn thì em vô tình em đau bụng xanh luôn. Em sanh trong cái lúc hội chẩn đó mà không cần phải mổ. Là chắc bé nó ham vui á. Dạ. Đứng ra gặp gỡ ba mẹ nó sớm. Cái lúc em sinh á thì thường á là người ta đỡ sinh nó chỉ có 1 đến 2 bác sĩ và y tá thôi. Em là gần 15 người đứng xung quanh nè. Cố lên Khang ơi, viết đi nhậu Khang ơi, cố lên. Có một cái vấn đề nha,
mà tất nhiên là không phải người phụ nữ nào họ hoặc là những người mang bầu nào mà họ sẽ gặp phải cái vấn đề đó, đó chính là về sữa. Thì đi cái lúc mà là bạn sanh xong á thì là sữa về chưa? Khang sanh xong là sữa không về luôn, nó đi luôn, nó không chịu về luôn. Đúng rồi, nó đi cách đó đã một năm rồi. Tại vì Khang đã phẫu thuật chứ nó rồi đại không còn tiếng bú nữa, cho nên là khi con sanh ra là hoàn toàn dùng sữa ngoài hết. Và được một cái là những bé khác sanh ra nó sẽ khóc liền để nó đòi sữa, và đương nhiên nó sẽ nằm áp vào da da kề da và nó sẽ sử dụng sữa mẹ đầu tiên. Còn con của Khang có thể là nó sẽ biết, cho nên nó sanh ra nó không khóc. Bác sĩ ẩm đưa nó thì nó nhìn Khang xong là nó để lên da người, rồi một lát sau là bác sĩ ẩm nó đưa cho ba mẹ trước, trước cái lúc mà Khang đẩy ra phòng. Thì ra ngoài là bé tự uống sữa ngoài từ này kia hết. Khi mà em được đẩy ra rồi thì lúc đó là bé nó đã ngủ rồi. Khi mà lần đầu tiên được ôm con mình vào lòng á, bà cảm thấy như thế nào? Sau khi mà em sinh bé ra rồi, để bé lên người em thì lúc đó là em chỉ biết khóc thôi. Khóc thứ nhất là nó đã qua cái cơn đau trước đó rồi. Tại vì đó giờ mình chưa biết cái cảm giác nó đau, đau bụng sinh như thế nào. Bây giờ mình trải qua rồi mình mới biết là chỉ biết nằm khóc. Khóc vì nó đã hết đau, khóc vì mình hạnh phúc, con mình chào đời một cách lành lặn nhất, và mình giúp vợ mình thực hiện được cái ước mơ làm mẹ. Ta thường hay nói là mỗi lần mà đã đẻ đó là nó giống như là gãy một lúc mà mấy chục cái xương sườn vậy đó. Ê, có đúng thiệt không vậy? Em nghĩ là nó sẽ đau hơn luôn chứ. Vậy hả? Em nghĩ là nó sẽ rớt luôn cái nội tạng ra luôn. Em nghĩ là nó đau, rất là đau luôn. Thì từ trước đến nay em đã trải qua những ca phẫu thuật, nhưng mà em chưa cảm giác cái nào mà đau tới như vậy. Vừa đau là đau quặn thắt trong người, sau đó đau cái lúc sinh xong thì là đau những cái vết may, những cái vết giá, cái chỗ mà mình tát đi để con mình đi ra. Tần sinh môn. Đúng rồi. Thì những cái đó nó đau là nó đau thịt sống luôn. Người ta may là đâu có thuốc tê, đâu có thuốc gì đâu. Cái đó là mình phải chịu những cơn đau nó nhồi tới. Và sau đó mình đi đứng cũng không được, ngồi cũng không được, ngồi chỉ ngồi có được nửa bên thôi. Và cái đó nó kéo dài đâu gần hơn 10 mấy 20 ngày. Nhưng mà mình cảm nhận được những cái mình đã có nó xứng đáng. Trong cái quá trình mà là nuôi dạy con á, thì là Khang có sự trợ giúp đến từ vợ của mình hoặc là hai bên gia đình không? Sự trợ giúp nhiều nhất là từ ba em. Mẹ em thì sinh ba đứa con, em và hai đứa em nữa, nhưng mà mẹ em nói nè, tao sinh ba đứa bay chứ tao cũng không biết gì chăng, chứ tao cũng không biết gì chăng. Toàn bộ là ba mẹ làm hết. Còn vợ em thì rất là nhỏ, vợ em năm nay chỉ mới có 19-20 thôi. Ngoài việc là giặt tã cho con, pha sữa sẵn cho con thì không biết, không, thậm chí đến tận ngày hôm nay vợ em vẫn chưa có thể ẵm được con. Thì nhỏ quá sợ, tất cả mọi thứ đều là một tay ba chăm hết. Từ việc tắm, phơi nắng, hơ than, tất cả mọi thứ đều là do ba em hết. Hiện tại bây giờ mà là mình nhanh trở về cái vóc dáng như cũ là cũng một tay ba. Đúng rồi, mọi giống như sanh ra thì xong nhiệm vụ của em rồi. Vì nhiệm vụ chăm cháu là giao lại cho ba. Khi em sanh ra được 4 ngày, em về nhà được 4 ngày là bắt đầu em quay rồi. Ủa, khỏe dữ đại thôi. Tại vì sanh thường á là 3 ngày sẽ xuất viện. Em được là 2 ngày là em đã xuất viện rồi. Em sanh bữa trước, sáng ngày hôm sau là bên nhãn hàng quảng cáo nó đã xuống, nó quay em tại bệnh viện luôn. Ngày em sanh về nhà thì bắt đầu spa, rồi những cái thẩm mỹ viện khác nó xuống, nó lấy hình video quảng cáo. Rồi youtuber, rồi báo, rồi rất là nhiều người phỏng vấn. Thậm chí có bữa mà phỏng vấn em từ 6 giờ sáng, phỏng vấn tới 5 giờ chiều em xỉu tại chỗ vì không ăn uống được gì hết. Em thì em suy nghĩ như thế này, ngày xưa tới giờ thì ông bà người ta có một cái câu rất là hay, cha sinh mẹ đẻ. Nhưng mà trên thực tế mọi người chỉ thấy mẹ đẻ thôi. Và em ngày hôm nay em đang chứng minh cho cái câu đó nó tròn nghĩa hơn, là em là một người cha có thể sinh con mình được. Em có thể đứng ở vị trí của một người cha sinh, và em có thể đứng ở vị trí, nếu như nhìn theo cái cách mà người thân trong gia đình mình đi, thì ngày xưa nó là một người con gái thì bây giờ nó đẻ con là bình thường. Nhìn ở một cách khách quan giống như mọi người bên ngoài nhìn, nó là một người cha và nó đang sinh con nó. Em sẽ dạy con em sau này như thế. Nếu như ai hỏi ai là người đẻ con, dạ mẹ. Ai là người sinh con, dạ là ba. Thì cái câu đó nó hoàn toàn một cách là nó hoàn thiện rồi. Do quan điểm của mỗi người thôi. Dạ đúng rồi. Và quan trọng hơn hết là mình phải tôn trọng. Dạ đúng. Tôn trọng cá nhân đó, suy nghĩ đó, cũng như là con người đó. Dạ. Bạn có bao giờ suy nghĩ là nếu như mà là sau này khi mà là mọi thứ ổn định thì là bạn sẽ
giống như là phân chia rõ ràng trong cái vấn đề là nuôi dạy con, là bây giờ là anh sẽ dạy con này đó, rồi em sẽ chăm con này. Em với vợ đã bàn trước đó rồi. Tại vì trước khi lên kế hoạch sinh con là hai vợ chồng nói chung cũng rất là ham. Về cái việc học hành em thì dở hơn vợ rất là nhiều. Vợ em giỏi về vẽ, giỏi về văn, giỏi về tiếng Anh, tiếng Pháp này kia, thì vợ em sẽ chăm con về cái mặt học thức, còn em sẽ chỉ dạy con về cái cách sống và cái cách làm việc ở đối tác với bên ngoài, đối xử thôi. Nên đi show hiện tại con em cũng rất là may mắn để được làm mẫu ánh nhí cho một cái spa bầu giờ bé. Trời ơi, mới còn chút xíu thôi mà là đã mới rồi kiếm đã tiền đâu. Mới chút xíu là người showbiz rồi đó. Giờ hỏi một câu riêng tư nha. Giờ khi mà thành xong rồi đó, giờ hai vợ chồng cũng bắt đầu bình thường ấy không? Có kiêng cử gì không? Có chứ, bác sĩ bảo là phải cử sau khi sinh tới 6 tháng lần. Cử nổi không? Đối với em thì em thấy bình thường, tại vì 9 tháng mình còn làm được mà. Nếu như cái gì mà mình làm không được mà người khác bảo mình làm thì mình phải cố gắng làm cho bằng được. Giá lại cái đó là cái sức khỏe của mình. Thêm một phần nữa là bây giờ hai chồng ngủ con nằm trên giữa đó. Ừ, cũng khó ha. Đâu liêu liêu được gì đâu. Nhưng mà được một cái là mình đi xô. À đúng rồi. Ê, tiện nha, giống như là mình đi hưởng từng trăng mật hoài luôn đó. Cái đó là lâu lâu mình đánh lẻ được. Thì là chắc cũng siêng năng nhận xô đi xa xa xíu. Đấy, cũng được liêu liêu. À, đúng rồi. Giờ là tới một phần mà không biết là Khang có ngại không nha. Nói xấu vợ. Nói chung là Khang không ngại vấn đề này. Trời, chết luôn rồi, chết luôn rồi. Tại vì chắc ăn là nếu nói 6 giờ tối nay mỗi đứa một cái khách sạn riêng rồi. Thôi thì bây giờ là mình cứ thật thà đi ha. Thì có gì thì mình nói đó. Thôi, em không biết vợ còn đứng ở bên ngoài không ta. Cái ngày mà em cưới vợ em về thì em đã biết được vợ mình sẽ có tính trẻ con. Mình thương vợ mình sẽ bỏ qua hết tất cả mọi thứ và mình yêu luôn cả cái tính trẻ con đó để mình có thể sống lâu dài. Nhưng mà cái gì cũng vậy, tức nước sẽ dở bờ. Mình nhịn nhiều lần quá, mình không nhịn được nữa thì mình sẽ góp ý. Mà góp ý theo cái thần thái là vui thôi, ly sớm xưa thôi. Chứ mà mình căng thẳng quá là đứt. Bây giờ là vợ đã đỡ hơn rất là nhiều rồi. Nhưng mà nếu như mà có thể thì chắc em nghĩ là giờ em nên hạn chế coi livestream quần áo bán đồ son phấn thì em sẽ vui hơn nhiều. Túi mình nó cũng sẽ đỡ vơi hơn nhiều, đỡ rung rinh hơn. Đúng vậy, cái bệnh gì cũng có thể chữa được, nhưng mà cái bệnh viêm màng túi nó chữa rất là nặng. Có chữa không? Có chữa, mà một khi nó đã viêm rồi là nó càng ngày càng viêm nặng hơn, nó khó khi nào mà lấp đầy lại được lắm. Ê, nhưng mà anh thấy cũng khó lắm á Khang, là tại vì căn bản cái đó là cái sở thích của phụ nữ mà. Đúng rồi, họ muốn như vậy mà. Thì bây giờ có cắt hết trơn á, bây giờ đừng cho xài 4G nữa. Rồi sao lên mạng chứ? Đừng không cho lên luôn, đã không cho được rồi, không cho xài mạng luôn, xài điện thoại thôi. Trời, bây giờ xài điện thoại mà không lẽ giờ nghe gọi thôi sao? Ờ thì đã cái cách là cách cuối cùng rồi đó. Bậy nữa. Khi mà là để cho vợ xài cái điện thoại giống như là đập đá là chỉ nghe gọi không á, là bà bắt buộc phải kiếm những cái chuyện khác bà làm. Đúng rồi, còn lôi ra có thêm nhiều cái nữa. Hả? Ừ. Thôi vậy cho con mạng đi, Nhiều khi á cái vợ em nói ủa sao hồi đó anh thương em mà bây giờ em thấy mỗi lần em coi này coi kia cái anh hơi khó chịu, nói em coi tất cả cái gì anh cũng không khó chịu nhưng mà em đừng có coi livestream nữa. Thậm chí chim bao em còn thấy vợ em coi livestream luôn mà. Còn tin nhắn là một chấm tin nhắn là đúng chỉ một tin. Mẫu này như vậy shop. Em chốt đơn. Inbox đi shop rồi hả? Mẫu này bao nhiêu vậy shop? Em chốt mẫu này nha. Rồi địa chỉ là xong. Cái cách giải quyết mà theo anh thấy là nó hữu hiệu nhất trong cái trường hợp của em luôn nha. Vẫn để vợ em livestream coi livestream nhưng mà coi livestream đồ ăn. Má không có coi đó. Tại giờ bây giờ chỉ mở Facebook lên là toàn son phấn đồ, son phấn đồ. Cái đó là sở thích rồi. Ta lưu vô sẵn máy rồi mở lên nằm trên đầu rồi. Ngoài cái đó ra thì còn gì nữa không? Hiện tại vợ em bắt đầu đang tập trưởng thành rồi. Tại vì có con, bắt đầu là biết phụ chồng, phụ cha mẹ làm những công việc nhà, biết lắng nghe hơn, dành thời gian nhiều hơn cho em và con. Tất cả mọi thứ vợ em nó sắp theo thời phải biểu. Sáng là quét sân, quét nhà, phơi đồ, rồi dọn dẹp chén bát, nấu cơm, làm đồ ăn, làm sẵn hết. Rồi ba em nấu, trưa lại thì ba em tắm bé thì vợ em soạn đồ, chải phấn này kia ra sẵn, bắt đầu giao cho em ru ngủ. Rồi giờ nào con ngủ, em rồi em đưa vợ em coi livestream tiếp tục. Nhiều khi vợ em đặt mè, vợ em con đâu có nhớ hết đâu. Nhiều khi shipper gọi, cái lính quýnh á, cái ồ ta đơn này đơn gì, cái thầm hỏi nhỏ chứ ba, ồ anh ơi cái giá tiền này là bao nhiêu, cái em nói đôi vậy, em chỉ nhắc như vậy thôi. Nhưng mà lúc nào cũng là vừa vui vừa ấy chứ không bao giờ mà em không bao giờ căng thẳng đúng không? Em căng thẳng em sợ nó quay lại giết em. Nói chung á thì kiểu của Khang cũng như là cũng để ý đó nhưng mà
thấy nó cũng bình thường, không có vấn đề gì thì thôi yên, thấy không? Để ý một kiểu dễ thở. Vợ em nó làm vậy rồi. Thì bản thân em thấy là đôi lúc có cái cá tính gì của mình là mình cần sửa để cho vợ mình vui hơn không? Anh hỏi em nên sửa cái gì để cho vợ em vui thì chắc chắn nếu có vợ em ở đây, vợ em sẽ nói là anh bớt la em coi livestream lại đi. Vậy thôi đó hả? Vậy thôi, anh nghĩ đi. Khi mà em sanh là người ta là sẽ nằm tại chỗ một tháng, nằm than, nằm bóng đèn hay tất cả cái gì đó để cho cơ thể mình nó về trạng thái ban đầu. Còn em lén lén, ba đi công chuyện rồi, mẹ đi công chuyện rồi, cái tọt xuống gửi giùm vợ cái đống chén, tọt ra lấy đồ phơi đồ này kia giùm vợ. Em quá gia trưởng đối với vợ về cái cách mà cấm vợ cái này, cấm vợ cái kia, tại vì em không thích vợ mặc đồ quá hở hang, không thích vợ coi livestream, rồi cũng không thích vợ đi đây đi đó một mình mà không có em. À hả? Vậy là chắc hay ghen lắm đúng không? Cái đó là đánh cái liều ghen á, ghen á nha. Cô ghen không? Em ghen lắm ạ. Em ghen lắm ạ. Em ghen theo cái tâm lý của em. Giống như nếu như một người bạn hay là bất kỳ người nào bình thường, nhắn tin này kia bình thường hết, nhưng mà em có cái cảm giác người đó không bình thường, thì em sẽ âm thầm em không nói gì hết. Em để những lần sau đó em có vẫn cho vợ em giải thích người đó như thế này thế kia sao đó, nếu như ok thì vẫn tiếp tục, còn mấy thì chặn liền. Zalo, Facebook, tin nhắn này kia, tin nhắn tất cả mọi thứ của em. Vợ em có Facebook, có mật khẩu này kia, ra vô tất cả mọi thứ. Thậm chí thẻ ATM em cũng đưa cho vợ em giữ hết. Em thức rất là khuya, vợ em 10 giờ hơn đã ngủ rồi. Ngủ thì điện thoại để đó, ban ngày em sẽ không gớ tới điện thoại của vợ, nhưng mà ban đêm vợ ngủ em sẽ coi hết tất cả mọi thứ. Từ Instagram, Facebook, Messenger, Zalo, coi hết tất cả thật. Ê, nếu mà em làm vậy thì có bao giờ em nghĩ rằng là vợ em sẽ cảm thấy ngột ngạt không? Không, tại vì em sẽ không nói mà, em đâu có nói gì đâu. Nhưng mà đến khi nào mà nó có cái giống như là có gì đó đã diễn ra rồi, giống như là em nhớ hết tất cả đơn đặt hàng. Em khác với những người đàn ông kia ở chỗ là vợ em thích gì em chịu hết, không có ai mà chở vợ đi làm móng. Em nói với anh là em ngồi em chơi hết pin điện thoại, em ngủ dài ra sàn nhà luôn mà vợ em vẫn chưa làm móng xong. Rồi anh ơi, làm móng xong rồi vài bữa chở em đi nói mi, em cũng vẫn chở đi uống tóc nhuộm tóc này kia, em vẫn chở, chỉ cần vợ em vui là được. Nhưng mà em chỉ cần vợ em một điều là lúc nào cũng thương em thôi. Thậm chí nhiều khi á, mà mới hôm qua đi uống tóc rồi mà bữa nay đi quay mà cái show này em mặc đồ này, thôi đi duỗi lại đi anh ơi, em vẫn chở đi. Giờ tới tiệm ta đóng cửa, anh ơi anh làm ơn anh duỗi cho vợ em xong đi, rồi mai lại hấp dầu cũng được. Cũng phải năn nỉ người ta như vậy đó, mà em vẫn thích. Tìm đâu ra một người đàn ông như vậy nữa các bạn. Giống như là đưa catalog, anh mẫu nào đẹp anh chọn, anh thích mẫu nào em sẽ làm. Anh thích mẫu này, thôi đi em không thích, em thích mẫu này. Chẳng làm mẫu này nhưng mà vẫn hỏi mình. Xong cái nói với mấy chị đó, thấy chồng tôi chưa, chồng tôi thích cái gì mà tôi không thích là chồng tôi cũng sao không thích đâu. Hỏi cho vui á. Hỏi cho vui. Rồi bây giờ sẽ tới một cái món quà bất ngờ từ chương trình dành cho bạn. Xin mời. Chào Khang nha. Chắc hôm nay chồng bất ngờ lắm phải không? Trước giờ là chồng chưa nghĩ bao giờ nghĩ là mình sẽ là người mang thai. Nhưng mà từ khi gặp em thì chồng thay đổi cái suy nghĩ đó và chấp nhận hy sinh để có thể là cho em được trở thành một người mẹ. Mặc dù là em không có thể là cảm nhận được hết tất cả những cái mà người phụ nữ thực sự cảm nhận được, nhưng mà cũng có thể là được làm một người mẹ theo một cách tròn trịa nhất. Có bầu 8 tháng rồi, tai sách nách mang, giác cái bụng hoặc to vậy đó mà lại đưa em đi phẫu thuật, chăm sóc em tới lúc em về luôn. Và em cảm thấy là mình may mắn, rất là may mắn luôn, khi là một năm quá nhiều điều trọn vẹn đến với em. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì em nghĩ là chồng sẽ luôn bên em và luôn ủng hộ em. Nhớ cái lúc mà chồng sinh nó thì em không có thể vào trong với anh được, nhưng mà khi mà em có thể cảm nhận được là em có biết là anh rất là đau. Tuy nhiên mà chuột được ra đời luôn á thì lúc đó đẩy chồng ra, chắc chồng cũng nhớ mà, là lúc đó là ba mẹ ẵm với chuột, còn lúc đó là chồng chỉ có, lúc đó là em ở trong với chồng thôi. Lúc đó chồng khóc vì là quá hạnh phúc luôn, khi mà thấy chuột bình an chào đời, khỏe mạnh lành lặn, thấy được ba tròn con vuông thì em cũng không biết nói gì hết. Chồng mà cố gắng lên, nói chung mấy thì trong gai gì 3-4 năm nay thì vợ chồng mình cũng đã gánh chịu rồi, nên
chặng đường phía trước thì cũng phải cố gắng mạnh mẽ lên để làm chỗ dựa cho em và con nữa. Nói ra em thì không phải là người giỏi ăn nói, mà hôm nay nói được nhiều như vậy là cũng hay lắm rồi đó. Chồng cũng hiểu tính em mà. Cố gắng tham gia chặng đường phía trước là còn nhiều khó khăn lắm. Hãy cố gắng cùng em và con vượt qua tất cả những cái chương trình trước đây mình vợ chồng mình tham gia. Thì chồng đã từng hứa với em á là chồng sẽ cố gắng là để em có thể được trở thành một người mẹ. Và em cũng không nghĩ là cái ước mơ của mình nó đến nhanh đến thế. Khi như trong một năm qua nó quá nhiều chuyện mà có thể nói là một năm đầy hạnh phúc của em luôn. Khi thứ nhất là vừa được đón thành viên nhỏ của gia đình mình, thứ hai là chồng đã cố gắng, mặc dù là lúc đó là có thai là cũng 8 tháng rồi mà bác sĩ nói là do chồng có thể là sinh non do vận động quá nhiều. Và em nhớ con nhớ cái lúc mà mình chính em đặt uống vào để giữ bé lại để cho chồng không có thể nào sinh non. Riêng không biết chồng nghĩ như thế nào, nhưng mà em cảm thấy là em cũng đã giống như em cũng đã trưởng thành hơn được chút xíu và em cũng biết suy nghĩ hơn rất là nhiều. Em mong là nếu mà em có làm gì buồn khiến chồng buồn thì chồng bỏ qua cho em. Nói chung thì em không biết gì hết trơn á, tại vì em cũng còn quá nhỏ mà cũng quá nhỏ để có thể là trở thành một người mẹ. Nhưng mà em hứa là em sẽ cố gắng học để có thể chăm sóc bé tốt hơn và có thể để chồng an tâm hơn. Nói chung thì tình cảm của em thì em cũng là người ít nói thì anh cũng biết rồi, nhưng mà trong cái tấm lòng của em thì anh cũng hiểu là em thương anh như thế nào, thương anh và thương con như thế nào. Thì chúc anh luôn mạnh mẽ để có thể là chỗ dựa vững chắc nhất cho em và con. Chúc anh luôn có hơn nhiều sức khỏe để có thể là đồng hành cùng em và con trên chặng đường phía trước. Chỉ biết nói là em thương anh và con rất là nhiều. Trời ơi, nếu mà em có làm gì cho anh buồn thì anh ráng chịu đi nha. Đúng đâu gì anh đâu, em xin lỗi anh á. Anh ráng chịu đi nha, cá tính thẳng thắn đó. Còn dặn thêm câu đó nè. Vợ em á, có giỡn, có này kia nói chuyện dạng như nói xàm. Hay chồng của nó giỡn, nói chung là nó còn nói việc tình cảm đi. Dạ em không thích lãng mạn, cho nên đây là lần đầu tiên mà em nghe vợ em à. Ngồi nói chuyện rất là nhiều, tại vì vợ em cái cơ thể nó đã thiếu hơi, nó đã thiếu hơi sẵn rồi, rồi thêm nó sử dụng hormone cái nó yếu dần đi, cho nên là cái việc nói chuyện mà để nói cả một đoạn văn như vậy thì có thể vợ em không nói được. Và đây là lần đầu tiên mà em nghe vợ em chia sẻ rất là nhiều thứ như vậy. Em có muốn gửi lời gì cho vợ của mình hay không? Vợ có nhắc lại một lời nữa là tất cả những chương trình vừa qua anh hứa là anh sẽ luôn bảo vệ, chăm sóc và yêu thương em và tôi yêu thương con. Thì có nghĩa là vợ mình cũng đang nhắc nhẹ mình lại cái vấn đề là trách nhiệm làm chồng làm cha. Thì sẵn nhân đây thì anh cũng xin gửi đến vợ là anh sẽ vẫn luôn yêu thương vợ. Ngày đầu anh yêu thương vợ như thế nào thì cuối cuộc đời vẫn như vậy, bằng con nữa.